các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Lúc nhỏ khi chúng ta xem những màn ảo thuật cắt đầu người, có phải rất ghê rợn đúng không nào? Nhưng điều hấp dẫn của màn ảo thuật là người bị cắt đầu là có thể sống vẫn đi lại, thậm chí là ca vọng cổ dù thủ cấp đã không còn ở trên thân. Tuy nhiên đó chỉ là nghệ thuật lừa người thôi. So với con người chúng ta thì một số loài động vật là có được khả năng đặc biệt này, nghĩa là chúng có thể sống dậy dù bị cắt mất đầu, rất khó tin đúng không nào? Nếu bạn chưa hoàn toàn tin vào điều mà chúng tôi vừa nói, vậy thì chúng tôi mời các bạn cùng xem video 10 động vật có khả năng sống dậy sau khi chết. Sau đây là danh sách những con vật đặc biệt ấy. 10. Gián. Nếu bạn nào sợ gián, chắc chắn là bạn sẽ không biết khả năng đặc biệt của loài vật này rồi. Đây được xem là kẻ thù số 1 của các bà nội trợ, thế nhưng chúng lại là nhà vô địch sống lâu nhất sau khi đầu lìa khỏi cổ. Nếu cắt đầu một con gián thì phần thân của nó có thể sống được khoảng 2 tuần ở điều kiện thích hợp, còn phần đầu có thể sống đến 1 tháng. Có phải các bạn đang nghĩ ước gì chúng ta cũng có khả năng giống chúng? Nhưng bỏ qua điều ước này đi nhé, bạn hãy thử tưởng tượng những người không có đầu đi lại trên phố hoặc giống thế giới của zombie. Trở lại với khả năng sống dậy của loài gián sau khi chết, điều gì đã biến chúng thành những zombie gián? Chẳng qua do máu của gián không luân chuyển nhanh nên có áp suất rất thấp. Điều này giúp chúng có rất nhiều thời gian để phong tỏa vết thương, hạn chế lượng máu bị mất. Ngoài ra, loài gián có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt. Chúng có hệ thống các hạch thần kinh phân bố khắp cơ thể, nên nếu không có não bộ trong đầu, hệ thống dự phòng này vẫn có thể cho phép chúng hoạt động và phản ứng với các tác động bên ngoài như thường. Loài gián chỉ chịu chết khi bị nhiễm trùng và đói khát. Chín. Bạch tuộc. Một trong những động vật có khả năng sống dậy sau khi chết còn phải kể đến chính là loài bạch tuộc. Và chắc hẳn các bạn không lạ gì với món bạch tuộc sống. Đây là món ăn Hàn Quốc nổi tiếng, một phần vì hương vị thơm ngon và bổ dưỡng của nó. Nhưng lý do chính để món ăn này được nhiều người biết đến là do sự kinh dị của món ăn. Khi gọi món bạch tuộc sống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh chú bạch tuộc sống bị cắt đầu, nhưng thay vì nó chết và nằm im lìm thì chẳng có gì để nói. Vấn đề ở đây là những con bạch tuộc này vẫn còn ngọ ngoại trên đĩa thức ăn. Chúng thách thức cả những thực khách can đảm nhất, dám trải nghiệm cảm giác những xúc tu của bạch tuộc vẫn còn đeo bám trong khoang miệng hay mặt mũi. Bạn có thắc mắc tại sao bạch tuộc lại có khả năng đặc biệt này? Đơn giản là vì 8 xúc tu của bạch tuộc không hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não trung ương. Mỗi xúc tu của chúng đều có các tế bào thần kinh, điều này cho phép các xúc tu vẫn có phản ứng trước những kích thích ngay cả sau khi bị đứt lìa với phần đầu não. Do vậy, mặc dù bị cắt đi đầu, nhưng nếu còn năng lượng thì nó vẫn có thể hoạt động bình thường. 8. Gà. Bạn có ngạc nhiên khi thấy chúng được xếp vào danh sách hôm nay? Chắc chắn như bạn đã từng gặp trường hợp gà bị cắt tiết vẫn có khả năng chạy quanh sân, nhưng gà bị đứt lìa đầu mà vẫn sống thì quả là kỳ tích. Đó là câu chuyện xảy ra cách đây 75 năm. Một con gà trống có biệt danh Miracle Mike ở Mỹ, sau khi bị chủ nhân của mình hạ thủ cấp nhằm mục đích đưa lên mâm cổ. Thế nhưng sau khi bị chặt đầu, chú gà trống này vẫn không chết. Nó chạy quanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mike đã cố gắng mổ thức ăn nhưng không được gì. Chủ của nó quyết định cứ để vậy một lúc cho nó chết hẳn. Tuy nhiên đến buổi sáng hôm sau, họ phát hiện ra Mike vẫn đang ngủ và sống. Chính vì thế, họ quyết định sẽ nuôi chú gà kỳ dị này bằng cách cho gà uống nước, sữa và các hạt ngô bằng cách đưa thức ăn trực tiếp xuống cổ họng. Mai đã sống như một ngôi sao và chết cũng như vậy sau 1 năm rưỡi sau khi bị chặt đầu. 7. Bọ ngựa. Việc hẹn hò có thể là một thử thách, nhưng có lẽ không có sinh vật nào từng trải qua chuyện yêu đương đáng sợ như bọ ngựa được. Với bọ ngựa đực, việc giao phối thực sự là một canh bạc sinh tử. Chúng gần như chỉ có thể giao phối một lần duy nhất trong đời, vì trong lúc ăn ái, bọ ngựa cái sẽ ăn cái đầu của chúng. Có lẽ như bạn cho rằng mất đầu rồi thì chúng giao phối làm sao được. Đây chính là khả năng độc đáo của bọ ngựa, nên chúng tôi mới xếp nó vào danh sách hôm nay, bởi chúng vẫn sống trong quá trình giao phối và thụ tinh cho bọ ngựa cái. Dù là đang trong tình trạng thủ cấp bị người ta xơi mất, nhưng chính những hạch thần kinh vùng bụng của chúng giúp chúng có thể sống thêm vài giờ sau khi bị mất não và có thể độc lập điều khiển quá trình giao phối. Cách duy nhất để bọ ngựa được bảo toàn cơ thể không đầu là nhảy thật nhanh ra khỏi lưng bọ ngựa cái sau khi giao phối. Tuy nhiên, điều này rất ít xảy ra bởi chúng chấp nhận cho bản tinh của mình ăn thịt để cung cấp thêm dưỡng chất cho con của nó. 6. Rắn. Chúng ta đều biết rắn là một loài động vật nguy hiểm và thường tấn công con người. Một số người bị rắn cắn thường dùng gậy đánh chúng hoặc dùng dao để chặt đầu rắn. Tuy nhiên, thay vì chúng ta chắc chắn sẽ phải ngậm củ tỏi nếu bị mất đầu, thì những chú rắn đầu lìa khỏi cổ vẫn có thể giết bạn một cách dễ dàng đấy. Bởi theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong các khoảng rãnh giữa mắt và mũi của rắn chứa rất nhiều thụ thể cảm biến nhiệt, giúp chúng cảm nhận được vị trí chính xác của con mồi và đưa ra cú đớp chí mạng.
Nhờ sự kéo dài phản xạ thần kinh nên loài rắn vẫn có thể hoạt động một lúc sau khi đầu bị tách liệt khỏi thân, và tất nhiên nó vẫn có thể thực hiện những cú đớp và tiêm nọc độc từ răng nanh. Lượng nọc độc của chiếc đầu đứt lìa vẫn đủ mạnh để giết chết nạn nhân. Thực tế, loài rắn chỉ tấn công con người khi chúng cảm thấy mình bị đe dọa. Chính vì vậy, chúng ta hãy sống thân thiện với chúng để tránh bị rắn tấn công hay trả thù nhé. Năm, ếch. Các món ăn từ ếch có lẽ chúng ta đã thử qua nhiều, nhưng bạn nào đã trực tiếp làm thịt ếch thì các bạn hãy để ý, những chú ếch dù đã bị cắt đầu, thậm chí là bị lột da nhưng vẫn có thể cử động, lật, nhảy vọt bình thường. Chỉ khác là chúng bị mất phương hướng và không nhìn thấy đường mà thôi. Sở dĩ có hiện tượng lạ lùng này là do hệ thần kinh của ếch hoạt động mạnh hơn các loài động vật khác và ít lệ thuộc vào thần kinh trung ương. Chính vì vậy, với những tác động của môi trường, cơ thể ếch sẽ có phản xạ tức thì mà không cần đến sự điều khiển của não. Vì vậy, nếu bạn nào muốn nhìn thấy trực tiếp điều này, có thể làm một cuộc thí nghiệm về khả năng hồi sinh của loài ếch sau khi chúng mất đầu nhé. 4. Rùa giấm. Rùa giấm là một loài động vật khá quen thuộc với chúng ta qua các phép lai của Mendel. Chúng có kích thước bé, chỉ bằng nửa hạt gạo và thường xuất hiện trong nhà chúng ta. Tuy nhiên, con vật bé nhỏ ấy lại có khả năng đặc biệt là có thể sống với cơ thể không đầu, một sức sống dài hơn đĩa các bạn nhỉ. Sự thật là nếu chúng ta chặt bỏ đầu rùa giấm đi thì cũng không có gì thay đổi nhiều ngoài việc thể xác không đầu trông hơi khó coi một chút. Nguyên nhân giúp chúng có khả năng tái sinh là do cấu tạo cơ thể đặc biệt của chúng. Rùa giấm có một bộ não phụ ở ngực. Bộ phận này sẽ thay thế bộ não chính giúp cơ thể hoạt động bình thường khi không có đầu. Không chỉ vậy, ngay cả khi mắt cũng đi theo đầu thì những con rùa giấm vẫn phản ứng với ánh sáng như thường nhờ các tế bào nhạy sáng nằm ở khắp nơi trên cơ thể. 3. Rùa đớp. Rùa đớp, một trong những loài động vật nổi tiếng là nóng tính và hung dữ, phân bố chủ yếu ở Đông Nam Canada, miền Đông Nova Scotia và Florida. Kinh dị hơn, một trong những món ăn khoái khẩu của rùa đớp chính là những xác chết trôi nổi trên sông. Tuy nhiên, điều mà thế giới hôm nay muốn giới thiệu với các bạn là khả năng tồn tại của nó. Bởi trong tình huống mất đi cái đầu, nhiều loài động vật khác sẽ phải ngay lập tức đi đầu thai chuyển kiếp, thì rùa đớp vẫn sống nhăn răng. Khả năng này tựa như chỉ có trong các bộ phim kinh dị, thì nay bạn có thể thấy nó ngoài đời thật. Giống như loài rắn, khi đầu lìa khỏi thân, zombie rùa đớp vẫn có thể tiếp tục cắn hoặc đớp khi bị chạm phải do sự phản ứng thần kinh cực mạnh với bộ hàm sắc nhọn của nó. Bạn nghĩ sao nếu như bạn vô tình để nó đớp phải? 2. Kỳ nhông. Các loại kỳ nhông nước đặc biệt nổi tiếng về khả năng tái tạo. Chúng được coi là bất tử trong tự nhiên bởi có thể tái tạo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể từ các chi, đuôi, thậm chí là cả trái tim và bộ não. Khi kỳ nhông bị đứt lìa chi, nó sẽ mọc lại được, thậm chí bị nhiều lần như thế vẫn không ảnh hưởng gì đến đời sống. Khả năng tái tạo này hoàn toàn không thể có ở động vật có vú, bao gồm con người. Bởi vì nếu các loài thú bị thương thì đại thực bào, một loại tế bào miễn dịch, sẽ ăn lấy tế bào chết và để lại sẹo ngay. Với kỳ nhông thì ngược lại, khi bị đứt chi, một nhóm tế bào có tên plasterma, còn gọi là tế bào gốc đa chức năng, sẽ bao phủ lại vết thương, chữa lành và tái tạo mới. Cũng nhờ nhóm tế bào này mà kỳ nhông còn có thể tái tạo một phần quả tim tổn thương. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu sâu hơn và áp dụng vào chữa trị cho con người, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng một ngày không xa, loài người với kỹ thuật chỉnh sửa gen sẽ giúp cho chúng ta có khả năng tái tạo như kỳ nhông, cũng như khả năng thích nghi của gấu nước. Lúc đó, du hành vũ trụ không còn là điều khó khăn như bây giờ. 1. Dung dẹp. Cuối cùng trong danh sách này chính là loài dung dẹp. Cùng với kỳ nhông, dung dẹp được biết đến là loài động vật gần như bất tử với khả năng tái sinh siêu phàm. Nếu bạn không tin điều này, bạn có thể cắt đôi một con dung dẹp. Kết quả bạn sẽ có hai con dung mới. Một con dung sẽ mọc đầu mới từ phần đuôi, còn một con dung sẽ mọc đuôi dưới phía đầu. Mẹ thiên nhiên tái tạo thế giới với những điều vô cùng kỳ thú phải không nào? Nếu loài người chúng ta có khả năng này thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, sự ưu ái này chỉ dành cho loài dung dẹp, bởi nó có trữ lượng tế bào gốc quan trọng chiếm đến 30% toàn khối tế bào dung. Khi cơ thể con vật bị tổn hại, các tế bào gốc được báo động, di chuyển về nơi bị mất và tiến hành sửa chữa, tức là nó sẽ sản sinh ra những tế bào bị thiếu cho đến khi hoàn thành một cơ thể mới. Chính vì thế mà loài dung dẹp gần như không bị ảnh hưởng gì trước việc cơ thể bị đứt lìa. Thậm chí, bạn có thể băm nó ra thành hàng trăm mảnh thì nó sẽ trở thành hàng trăm con dung dẹp mới nhờ khả năng tái sinh của mình. 2. Sao về nội dung hôm nay, khả năng sống dậy của loài động vật nào làm cho bạn ấn tượng nhất? Nếu biết thêm những loài động vật nào có khả năng sống dậy sau khi chết, bạn hãy comment bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Hãy like, share và follow kênh để cùng đồng hành với thế giới hôm nay.
trong việc khám phá nhiều điều thú vị của cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.